Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nay là anh em mình có thằng cu em nó xuống chơi, nó mang cho được ít sò điệp anh em ạ. Thì hôm nay mình sẽ khui và kiếm gia vị gì nướng nhỉ? Quang thấy nướng gì? Nướng bơ hay là nướng bơ? Nướng bơ, nướng hành gì đấy. À, đẹp. Bây giờ khui được cho nào. Ôi, to lắm. Ui, to chưa? Sò điệp to như bàn tay. Thơm. Sò Việt Nam nãy đây cũng kha khá đấy. Ôi, sò Việt Nam thì có loại to như bàn tay. Việt Nam chỉ ăn cái loại bao tay thôi này. Đây to như bàn tay này. Sò mặt này. Ngắn mặt này. Hôm nay mình sẽ làm món sò điệp nướng với bơ hành nhanh em nhé. Bóc thử một con này nhìn xem. Chắc chúng con đấy nhìn gì? Nhẹ cái. Nhẹ đi. Lấy dao cắt. Chị già làm một khác. Úi giời. Thịt chưa lắm, quá trời thịt luôn. Ăn cái này mới ngon các bạn này. Cái này Tama này. Bây giờ thì anh em mình sẽ chế biến nhé. Trong tay dày nhỉ. Công ty hay nào mày? Chuyên ngành. Công ty ta lấy tâm. Thôi, còn cái đấy đâu kìa. Việt bơ của em phải đâu? Bơ. Bơ trong cục gạch á. Không, bơ. Cái nướng bỏ trên là được. Bây giờ thì làm mình sẽ phi bơ với hành lên. Chắc nữa nướng dưới lên trên con sò nhé. Mình chưa được ăn sò nướng bơ bao giờ. Là lần đầu tiên xem hương vị sẽ như thế nào. Vậy à, cái này sò này ở Việt Nam khá là đắt này. Đúng là đi làm sang bên này làm thủy sản này. Chỉ ăn thủy sản. Ăn hải sản gọi là vô bờ bến. Ok, giờ phi bơ. Phi bơ trước. Ok, đào qua rồi.
Thế nhưng mình đã sơ chế xong rồi nhá. Thì đây là số sò điệp đây. Ở Việt Nam mình kiếm được loại sò to như này chắc rất là hiếm. Mà chỗ này là 26 con mà 6 cân anh em ạ. Phải nói là rất là to. Giờ anh em mình sẽ mang ra ngoài để nướng nhá. Quân viên của anh em mình nhá. Hôm nay quẩy ở đây. Hơi ồn đấy. Đốt than lên cái Nhật và thu hết chân mà luôn. Nhưng cái nhà này chưa thu này. Nướng đi anh em. Nướng này nha. Trời ơi. Bắt đi anh ơi. Chèo lên không chơi nữa. Hồi nãy chị kêu nướng thì không cho. Quá. Quá rồi. Ăn uống bắt đầu nó bỏ mày nó chơi. Cái gì được biết. Ấy sao cái này không có màu đỏ? Con chắc con được con cái gì? Ủa vậy hả? Đúng rồi. Con được con cái chứ. Con nào không được, con nào không cái? Con có trứng là con ấy đẻ không? Hai con đều có trứng rồi. Em nhìn con nào, cái nào con, là trứng? Cái màu trắng. Cái con gồ này là trứng gà. Trắng là tinh trùng không? Tinh trùng này là tinh trùng. Sảm. Ngon không? Ngon không? Thôi vừa thôi, cho nhiều quá làm gì? Hết chỗ cho rồi, cho cua đi. Ừ, không, bạch tuộc ăn sashimi không phải nướng đâu. Ăn sashimi à? Ôi, con này bảo chín chưa? Chưa. Để vào, bây giờ trực tiếp nào. Lấy cả. Ôi tội nghiệp cua quá à. Vào bụng hết tội nghiệp liền. Cua người ta đang ngon lành bỏ vô. Đang bỏ. Kỳ cục ghê. Chí cho trong bụng bò khắp nơi. Ôi nó còn cặp vào cái này nữa này. Nó chết nó cặp luôn vào cái này. Nó không muốn đi đấy. Đây là mấy con ma khê mình em ơi. Bót lâm. Thả thủy. Hũ. Quang đen. Xôi bỏ mỡ hành vô hả? Vâng. Ma game không cần ăn. Chị trẻ tôi ăn. À. Ok. Nó chín rồi, đây ta bỏ vào trong. Trời này không có gió nướng hơi chất lượng nha. Nói chung có tí gió không quan trọng, cái này mình nướng sát nên là không sợ. Cái này nóng. Ừ, ngon quá, hấp dẫn quá. Chân nó cũng phải đung đưa. Chưa mấy con nó chưa đây. Em phải đặt đặt thân vào đầu được, bắt đầu gắt lên nhỉ. Không cần lật được thì như thế anh được ạ. Ăn sống sống mà. Thank you thằng em. Tại sao? Ô, chị Duyên về đây mua lô rồi á? Cô ơi. Về lúc chuyến ra 10 giờ hơn này. Về lúc chuyến 10 giờ hơn. Ô, con này chín rồi anh em ơi. Hôm nay phê chưa? Không. Ô, trời. Thì kia bảo hôm nay về mà. Sao mình chích con này nhá? À, đậu trang đi kia kilo rồi. À, đúng rồi. Ôi, thơm lắm. Bơ, thơm, hành. Thôi, đã. Nóng quá, nóng lắm. Qua bảo về cùng chị. Xin mời các anh em nhé. Chuẩn bị phát trực tiếp mời anh em bật hết màn lên chia sẻ hội nhóm các kiểu nhá. Thì đấy em cái gì kiểu rất là nguy mồm. Nóng. Nhà mình không có hay nướng, không có hay gắp gắp nhỉ? Chúng ta xuống. Ngon. Trời ơi, không thể tưởng tượng. Ngọt. Thơm bùi bơ. Tôi không phải dân sành ăn nên tôi không biết được. Không thể tả được tất cả các hương vị đó. Mà tuyệt vời. Chưa chín mà.
nhanh nhanh quay lại ăn trước. Quên cả. Giờ thì cũng có chuyện rồi. Thêm một đứa đũa. Cái người tự sướng quá vậy, mình ra mình nháy kiểu ảnh. Làm cái này phim bồ của anh Thụy này tự sướng này. Kể người ta chứ. Để em bám lên thôi, tự sướng. Thế này, cái phim bồ của anh Thụy tự sướng này thôi, phê lòi luôn. Để cho tấm khách đúng không? Ừ. Tại trên chị không có cho con gái đi qua nhà anh trai. Gái qua đây. Anh cho qua nhà anh trai ngủ. Anh quay con cua hoàng đế em này. Có liên quan chứ em. Quay con cua hoàng đế em này. Phê. Mát hết rồi. Đây chị ơi. Cua đỏ luôn nè. Chuẩn cua hoàng đế luôn. Trái hết cua rồi kìa. Trời ơi, lật cua đi. Mọi người tập trung vào ăn uống xem nào. À, nóng ạ. Lấy cái đôi đũa dài. Trời ơi, nhìn hấp dẫn không, nó sủi trong bụng này. Ui bơ, thơm, ôi vật vã luôn nè. Đây, quan sát chỗ này nè. Cái này. Cái này là gì đấy? Ướp cả. Ngon chưa? Sò điệp to như bàn tay này. Nóng quá. Chưa chưa kêu nó. Cái gì nóng? Quả đống sò nhá. Thôi anh ơi. Anh Nhân, chào mọi người. Anh Nhân đang thèm ngồi thèm giỏ dãi này. Anh Nhân này, ai bảo ở lại thì không ở nhá. Anh chơi kỳ lắm nha anh ơi. Lâm với chị Ngọc đợi anh. Em qua là em không thấy anh là em buồn rồi đấy. Rồi thay em rồi. Sao mà được hả? Để dưới đây. Thì có que gì á? Cây sẽ thực sướng. Mặt máy nó hiện. Nào, bác quang chết cho nào. Đúng không? Thế chị nó tự lọc ra mà. Ừ. Thế nào bác quang? Mềm mềm. Ngon. Ngọt ngọt ngọt. Bác xù phát căng đét nào. Còn đứa nào làm phát nữa. Thằng Vũ chưa kết bạn. Tao không gắn rồi không sao. Thôi. Bác đút nhanh quá tôi không kịp theo máy luôn. Cái này ăn phê lắm không ạ? Không rắc ấy rồi, ít hành đấy. Rắc lạc lên. Nào lật thì đi, cháy rồi anh em ơi. Vừa thôi nha, cho vừa thôi, nhiều quá ăn không kịp rồi cháy. Làm nó tối nay đi bắt cua nữa. Bắt rồi. Thôi. Ấy bẻ cái cua kìa. Trong nhà đang năm sáu. Em quên cái càng cua nó cháy rồi. Chưa được em. To nhất luôn. À, cho bơ vào đi. Cái con cua nó cháy rồi. Không còn lực nữa mà chị chín này. Sơn ấy sang đây là ăn nhiều đồ ngon lắm. Bố. Đây. Toàn đặc sản thôi, nhà mình ăn đắt lắm. Nhà mình ăn quên cả. Giờ còn 5 cái cánh này. 5 con cua. Quang ăn hết nhá. Không. Được rồi em. Nhìn đống vỏ này, vật vã. Kinh trời ơi. Ê, ai ngồi cạnh nhỉ? Mọi người nhìn xem ai ngồi cạnh. Quang ngồi cạnh đống vỏ. Ôi, nó say rồi. Thôi xin dừng video ở đây nhá. Xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại các anh em ở các video tiếp theo. Anh em nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Tạm biệt anh em.